chồng. Cái kiếm chồng là thường rất là gặp trong con đó nha. Nhưng mà mấy em sẽ gặp trong các cái bệnh nhiễm đó, cho nên cô không nói ở đây. Mọi cái kiếm chồng là gì? Môi khô, lưỡi dơ, sốt cam, lạnh run, vẻ mặt nhiễm trùng, nhiễm độc. Rồi còn nhiễm trùng ở đâu thì nó biểu hiện thêm ở đó. Ví dụ ở hội hô hấp thì bệnh nhân sẽ ho, khạc khạc, đau bụng, vân vân. Ở hệ tiêu hóa thì bệnh nhân sẽ tiêu chảy, đau bụng. Ở hệ thần kinh thì bệnh nhân nhức đầu, nôn ói. Ở hệ tiết niệu thì bệnh nhân sẽ rối loạn đi tiểu chắc, đi uống, vân vân. Rồi đó là hội chứng nhiễm trùng thì chúng ta hãy để biết. Thứ hai là hội chứng nhiễm sơ vi. Hội chứng nhiễm sơ vi cô không cần dạy mấy em cũng biết. Là sao? Ho, sổ mũi, đau họng, sốt, mệt mỏi, đau cái cơ, nhức đầu. Đứa nào cũng có bị bệnh hết rồi. Trong cuộc đời người ta gọi là cúm. Cúm là gì? Là hội chứng nhiễm sơ vi. Là đau nhức mình, cơ nó đau nhức hết, cũng rụng hết, không làm gì thì nổi. Xin cô, xin thầy, nghỉ học ở nhà. Sổ mũi, nhức đầu, đau nhức mình. Có người thì tiêu lỏng, đau bụng. Nếu mà sơ vi sốt xuất huyết thì sẽ có chảy máu cam, chảy máu răng, ra kinh, vân vân. Sơ vi tim mạch não thì sẽ có gì? Nhức đầu, nôn ói. Thì cái hai hội chứng đó các em thường gặp trong hô hấp nhưng mà cũng gặp trong các bệnh lý khác. Rồi ngoài ra một hội chứng nữa cô không nói trong đây là hội chứng nhiễm lao chung. Mấy em sẽ học trong bài lao, trong cái chương lao nên cô không có dạy. Hội chứng nhiễm lao chung là gì? Sốt ớn lạnh gì gì, sốt ớn lạnh gì gì. Nãy giờ cô nói ba biến hội chứng nha mà cô không có ghi trong bài, bởi vì nó không phải là nó không có tức là nó gặp trong nhiều bệnh, các em tự biết thêm thôi. Sốt ớn lạnh gì gì, nhiều khi chẳng có sốt luôn, buổi chiều khi có ớn lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì mình sốt hơn cái người bình thường một chút, nên buổi chiều trời nó nóng, mình thấy nhiệt độ mình thấy mình nóng hơn bình thường, cho nên mình sẽ cảm thấy ớn lạnh, giống như em đi vô phòng máy lạnh vậy. Tự nhiên người bình thường đi vô một cái môi trường, từ môi trường nóng sang môi trường lạnh, em sẽ hơi ớn lạnh. Ớn lạnh về chiều hoặc là tối ha. Rồi gì nữa? Ăn uống không có ngon, sụt cân, sụt khoảng 5-10 kg trong vòng 1-2 tháng. Rồi nếu mà lao đường hô hấp thì sẽ có ho khạc khàn. Rồi lao đường tiêu hóa thì có tiêu chảy, lao thân thì nổi hạch, vân vân. Rồi đó là hội chứng nhiễm lao chung. Là ba cái hội chứng cô sẽ không có nói ở đây. Còn một cái hội chứng cận ung nữa, khi nào học thuật cũng hơn ngay cái nào cô không nói luôn. Bây giờ mình vô trọng tâm của mình là các hội chứng về màng phổi, hội chứng về nhu mô phổi, hội chứng về trung thất, hội chứng về đường dẫn khí. Thì hội chứng về màng phổi mình có tràn dịch, tràn khí màng phổi. Hội chứng của nhu mô phổi các em sẽ có đông đặc phổi. Mà hội chứng của đường dẫn khí các em sẽ có hội chứng tắc nghẽn hô hấp trên hay là tắc nghẽn hô hấp dưới. Còn hội chứng ở ngay trung thất thì sẽ có trung thất, hội chứng trung thất. Và một cái nữa là gồm tất cả lại mà bệnh nhân nặng quá có hội chứng siêu hấp. Rồi. Bây giờ mình sẽ chia ra mình học trong hai buổi. Hôm nay cô sẽ nói chủ yếu là tràn khí và tràn dịch màng phổi. Nhắc sơ mấy em về cái khoang màng phổi. Khoang màng phổi thì gồm có màng phổi thành và màng phổi tạng. Rồi. Đây. Màng phổi thành là nằm phía ngoài, nằm sát thành ngực. Màng phổi tạng là nằm sát như mô phổi. Bình thường mấy em sẽ không thấy được cái khoang này. Bình thường không thấy được khoang này. Chỉ khi nào có bệnh mới thấy được cái khoang này thôi. Rồi. Phim ảnh á, thì cô nghĩ rồi, nếu cho mấy em coi sẽ không có kịp thời gian, cho nên để cái lớp mấy em học Scholast cô sẽ cho coi luôn. Mấy em sẽ còn học lại bài này một lần nữa. Mà trong cái Scholast tức là cách khá, cách coi bệnh. Cho nên lớp 3 thôi, mình sẽ học về lý thuyết. Rồi, bây giờ khoang màng phổi của mình, mấy em sẽ phải nhớ lại cho cô giải vở sinh lý khoang màng phổi. Ở đây là màng phổi.
thì bình thường cái dịch lưu thông trong khoang hàng gọi nó chịu, mà nó chịu áp lực của hai cái áp lực. Thứ nhất là áp lực thủy tĩnh, thứ hai là áp lực keo. Áp lực thủy tĩnh là đẩy nước đi, áp lực keo là kéo nước về. Nhớ keo là kéo, thủy tĩnh thì cái dồn xuống thì nó chảy ra, tức là mình sẽ nói thủy tĩnh và đẩy đi. Rồi trong khoang màng phổi thì có một áp lực thủy tĩnh là trừ 5 cm. Tại màng phổi thông thì có một áp lực thủy tĩnh là 30 cm nước. Như vậy là màng phổi thông nó đẩy vô khoang màng phổi là 30, còn khoang màng phổi nó không đẩy mà nó còn kéo trừ 5 nữa, cho nên tổng cái lực mà đẩy nước từ màng phổi thông vào khoang màng phổi là 35 cm nước. Rồi còn về áp lực keo thì trong khoang màng phổi mình có một áp lực keo là 5 cm nước, kéo nước vô 5 cm nước. Còn màng phổi thông có một áp lực kéo nước về là 34 cm nước. Cho nên tổng lại là một cái lực kéo nước từ khoang màng phổi vào màng phổi thông là 29 cm nước. Cho nên nó một cái đẩy vô 35, một cái kéo ra 29, cho nên cuối cùng một lực đẩy vô là 6 cm nước liên tục vô khoang màng vào vô khoang màng phổi, cho nó một cái lực liên tục. Tại màng phổi bạn thì người ta tính nó ra là bằng học, cho nên cuối cùng cái nước đi vô được khoang màng phổi là nhờ màng phổi thành, nhớ nha, nhờ áp lực trong khoang màng phổi thành nó đẩy nước vô. Rồi bây giờ nó đẩy nước vô này thì nó sẽ chất chồng lên, như vậy nó phải có một cái chỗ lấy nước đi. Lấy nước đi bằng cái gì? Đó là hệ bạch mạch. Chưa? Hệ bạch mạch, hệ bạch mạch là biết rồi đúng không? Tĩnh mạch, động mạch với bạch mạch. Rồi bình thường cái lượng nước tiết vào khoang màng phổi người ta tính ước lượng khoảng 0.01 ml một ký một giờ từ màng phổi thành. Cái này là màng phổi thành nha, nó đẩy nước vô trong khoang màng phổi khoảng 0.01 ml một ký một giờ. Bệnh nhân 50 kg thì nó sẽ tiết 5 ml một giờ. Rồi hệ bạch mạch nó sẽ rút nước đi, nó rút nước đi cứ tiết nhiều nó rút nhiều, tiết ít nó rút ít, mà khả năng rút tối đa của nó là 0.2 ml một ký một giờ. Như vậy mấy em thấy cái khả năng rút nước đi của nó gấp tới 20 lần khả năng tiết nước dài. Cái này học hồi y hai học sinh lý rồi đúng không? Các em học tới môn sinh lý chưa? Hay là y 1? Rồi thì cô nhắc lại thôi đó. Như vậy làm sao nếu mà cái thằng này nó tiết, nó phải tiết hơn 20 lần thì nó mới gây tràn dịch màng phổi được. Các em hiểu không? Cái hệ bạch mạch này nó đang làm việc tốt thì nó tăng công suất lên tới 20 lần, gấp 20 lần. Như vậy khi mà cái này nó phải tiết quá 20 lần đó, thì nó mới gây tràn dịch màng phổi. Hoặc cái này nó tiết bình thường mà cái thằng này nó bị tắc tim thì nó gây tràn dịch màng phổi. Được chưa? Rồi bây giờ khi mà nước trong khoang màng phổi, có nước trong khoang màng phổi, các em nghĩ cho cô coi, khi mà có nước trong khoang màng phổi thì 4 triệu chứng chính hô hấp của mình gồm có ho, khó thở, đau ngực, gì nữa, sốt. Chưa? Ho thì có ho đàm hay không đàm. Bây giờ khi có nước trong khoang màng phổi bệnh nhân có ho không? Có rồi, dễ thấy không, biết liền chắc chắn có thể có ho. Có đàm hay không có đàm? Không, đúng, chính xác. Bạn lắc đầu với cô là cô chính xác. Bởi vì cái nhu mô phổi bình thường thì đâu có đàm được. Cái màng phổi thành còn đang bình thường thì đâu có đàm được. Đàm là nó phải có cái viêm trong nhu mô phổi nó mới tiết được đàm. Như vậy có đàm khi có kèm với lại tổn thương nhu mô phổi. Giờ còn không thì chỉ kích thích khoang màng phổi gây bệnh nhân ho khan thôi. Giờ triệu chứng thứ hai là đau ngực. Đố em có đau ngực không? Có. Tại sao đau ngực? Chèn ép, đúng rồi, nó kích thích vô màng phổi thành. Khoang màng phổi bạn mình không có dây thần kinh cảm giác nên chỉ có khoang màng phổi thành, chỉ có màng phổi thành. Khi màng phổi thành bị viêm, tức là chỗ nào viêm thì chỗ đó sẽ đau. Mấy em viêm họng, mấy em đau họng không? Giờ chỗ đó sẽ đau, sẽ có đau ngực. Và đặc điểm là đau ngực kiểu màng phổi, tức là ho thì nó đau, hít sâu thì nó đau, nghiêng về bên đó thì nó đau, nghiêng qua bên kia nó bớt kích thích, nó bớt đau. Sốt, đố em có sốt không? Có
số khi nó viêm cấp tính, giống như là viêm màng phổi hoặc là viêm phổi nó gây kích thích viêm màng phổi theo thì nó sốt cả hông nó lạnh luôn. Nhưng mà ví dụ cô nói đau thì nó chỉ ớn 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 lạnh buổi chiều, ví dụ là hông màng phổi nó ớn ớn lạnh nhẹ nhẹ, sốt nhẹ nhẹ, có khi viêm do suy vi nó chẳng có sốt luôn. Rồi sốt có thể có không, nó không đặc hiệu. Đố em có khó thở không? Có. Tại sao khó thở? Chèn ngay phổi, đúng chính xác. Bình thường mình hít vô cái phổi mình nó nở lên, đúng không? Bây giờ nó bị một lượng dịch nó không cho mình nở lên thêm, mình nở cái phổi mình nở được có chút thôi, thì như vậy khi em gắng sức cái phổi không nở lên thêm được, oxy không đủ thì em sẽ mệt, đó gọi là khó thở. Hoặc là lúc nào cảm giác cũng đầy 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 trong cái ngực, thấy mình thở mình hít chứ không đủ sâu, hít vô không hết được, là bốn triệu chứng chính ha của tràn dịch màng phổi. Như vậy nếu mà không có cô dạy, em tự suy luận mấy em thì cơm là được, thì chứng cơ năng của tràn dịch màng phổi được chưa? Rồi một tới triệu chứng thực thể là có gì? Thể thực thể trong mô hấp khác rất đơn giản, nhìn sờ gõ nghe. Rồi bây giờ đố em, cô nhìn cái lồng ngực mà bên tràn dịch nó phồng lên hay nó nhẹ xuống? Giữ nguyên cũng đúng, phồng lên cũng đúng, phồng lên khi tràn dịch nhiều. Nhưng mà cô đố em là nó di động tốt hay nó không di động? Cái di động chính xác, cái phổi nó nở lên được đâu mà di động. Được chưa? Đó là xong phần nhìn. Sờ, bây giờ sờ bên hô hấp là mấy em sờ âm thanh đúng không? Giờ cái tay mấy em đặt vô lòng ngực nước không thì mấy em nghe được âm thanh trên tay không? Bệnh nhân đến 1, 2, 3 hoặc là I love you hay là 99 gì đó, mấy em có nghe được âm thanh tới tay mấy em không? Không. Chính xác, nước không nó cản mất âm đi rồi. Mấy em ốp cái tay vô một cái bịch nước coi, mấy em bên đây bệnh nhân nói là sao nó qua được không? Còn trong khi bên đây nguyên một cái dung môn phổi nó vẫn khí bình thường đụng tới cái tay mình được, như vậy âm thanh sẽ giảm. Rồi bây giờ tương tự như vậy, mấy em gõ vô thì mấy em có nghe nó có âm nữa không? Một bên lòng ngực bên đây là có chứa khí, cái dung môn phổi mấy em gõ cho nó vang, còn bên đây chứa nước không, mấy em gõ vô có nghe nữa không? Nào, như vậy là rì rào âm thanh giảm, gõ nó giảm luôn, người ta gọi là gõ đục. Và hiển nhiên mấy em đặt có nghe vô không nghe gì luôn, cái phổi nó có cái đó mà nghe. Như vậy là ba cái chính của mình là rung thanh giảm, gõ đục, rì rào cái nang giảm, gọi là hội chứng ba giảm. Hội chứng ba giảm thường gặp trong tràn dịch màng phổi, 80% là tràn dịch màng phổi. Rồi ngoài ra thì em sẽ thấy nếu mà bệnh nhân mà tràn dịch nhiều quá thì cái nó ép cái phổi, nó đẩy cái phổi qua bên đối diện thì khí quản lệch qua bên đối diện, ống tim lệch qua bên đối diện. Rồi như vậy là dễ học bài rồi ha, không cần đi học cũng suy luận ra được. Xong bây giờ nguyên nhân của hội chứng ba giảm là cô nói 80% là do tràn dịch màng phổi, đa số. Nhưng mà cũng tương tự như vậy, sẽ có một số bệnh mấy em sờ âm thanh cũng không được, mấy em gõ nó cũng được mà mấy em nghe cũng không được, thì rào cái nang đó là gì? Đó là dày dính màng phổi. Dày dính màng phổi là sao? Cái màng phổi của bệnh nhân nó bình thường nó mỏng dính à, nó mỏng dính là nó nằm sát cái thằng ngực à, màng phổi mạnh như vậy, màng phổi mạnh như vậy. Bây giờ do một cái quá trình gì đó, hồi xưa chẳng hạn bệnh nhân bị tràn mũ màng phổi, cái bệnh nhân điều trị không tới nơi tới chốn, hoặc là bệnh nhân bị thao màng phổi gì hồi xưa, cái bây giờ nó sơ má, giống như mấy em mà bị rách da, mấy em bị trầy xước, mấy em tạo thành một bản sẹo vậy, chưa sẹo nó cứng nó dày đúng không, giống sẹo lồi của mình vậy. Còn mấy em tưởng tượng cái khoang màng phổi khi nó dày lên á, đâm đi kim vô, mấy em nghe đâm vô nghe một cái nó cứng nhắc y chang như cái mảng xương, mấy em cứ lụi nó mới qua được cái phân, nó mới vô trong được đó. Tức là cái màng phổi nó dày lên như cái mảng kim loại vậy. Đó là những cái trường hợp mà bị dày dính màng phổi cũ, màng phổi nó đóng voi, nó tạo thành những cái mảng canxi hóa. Em sẽ thấy được cho displant lớn hơn em sẽ học à, thì lúc đó em khám cũng cao hơn chứng ba giảm. Ngoài ra cái gì nữa, cái gì gây hội chứng ba giảm nữa, suy luận không? Áp xe phổi, đúng rồi, áp xe phổi nó tạo
nó khác với cái bụng nha mẹ. À, cái bụng nó bán thì nó chứa là toàn bộ cái bụng, tại vì bụng là tự do. Còn cái lồng ngực mình nó có cái tim nó ngăn chính giữa rồi. Cho nên nếu mà hai cái phổi nó tốt, em sẽ thấy cái lồng ngực nó căng nó đều, nó phồng đều, nó cân đối hai bên. Một bên bị bệnh là các em sẽ nhìn thấy bên đó một là gồ lên, hai là nó xẹo xuống. Các cái khoang liên thường nó hẹp lại. Được chưa? Thì đó là trong xẹp phổi, em khám cũng ra ba giảm, nhưng mà khoang liên thường nó hẹp lại. Khí quản đố em nó lọt về bên nào, bên đối diện hay là bên xẹp? Bây giờ bên xẹp, đúng rồi, nó kéo tim về, nó kéo khí quản về, nó kéo chung hốc về. Cho nên các em nhìn khí quản thường nhân ở đây, nó sẽ xẹp qua bên này. Ví dụ em sờ tay này, nói chuyện, em sẽ nghe rung, làm em kiếm khí quản. Bây giờ lúc khác bệnh nhân mình sờ lên, mình thấy ủa sao nó rung đâu bên này, và nó xẹp về bên đó, và nó đẩy về bên đó, hiểu chưa? À. Rồi, bây giờ u phổi lớn, một cái u bự thì bự thì nó cũng cản trở hết cái phần kháng của mình, thì mình cũng nghe ra ba giảm. Nhưng mà u phổi lớn thì lúc đó bệnh nhân đã có thêm cái hội chứng cận ung, dị căn hạch, gầy mòn, suy kiệt, vân vân, mọi thứ đó học tiếp nha, học tiếp. Thì như vậy những cái bệnh này mấy em rất dễ phân biệt. Khi gặp một hội chứng ba giảm, mình sẽ nghĩ trong đầu à, tháng bệnh nhân này đau hội chứng ba giảm, theo em nghĩ có thể bệnh nhân là gì, có thể tràn dịch màng phổi, có thể dị dính màng phổi, có thể xẹp phổi, có thể u phổi lớn hay là áp xe phổi gì đó. Nhưng mà cái này em không nghĩ tới xẹp phổi, bởi vì sao? Bởi vì em khám em thấy lồng ngực bệnh nhân nó cân đối, nó còn phồng hơn nữa, à nó không có xẹp lại. Nếu xẹp phổi thì lồng ngực bên đó nó phải xẹp lại. Em không nghĩ cái này tới dị dính màng phổi, vì sao? Dị dính màng phổi bệnh nhân phải có tiền căn và bệnh lý màng phổi trước đây. Cái này chẳng có tiền căn gì hết, tự nhiên đột ngột vô là nó là chứng ba giảm. Bệnh lý màng phổi trước đây giống như là mũ hay gì đó, hay là tràn dịch gì đó. Rồi em không nghĩ tới u phổi lớn bởi vì sao? Bởi vì khám bệnh nhân thấy tỉnh khỏe, đi mai tốt, không có suy kiệt, không có gầy mòn, không có hạch ngoại vi, chưa không có một cái bệnh lý nền, một cái ung thư nào đó hết, mà nó như căn phổi. Chưa? Rồi em không nghĩ ra này là áp xe phổi bởi vì sao? Áp xe phổi thì phải ho khạc đàm ậu mủ, trong khi bệnh nhân của em là ho khan thỉnh thoảng có một tí nè, có dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc rõ, còn bệnh nhân của em chẳng có dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc gì hết. Không, áp xe phổi là nó là hoại tử thành một ổ mủ, mà bệnh nhân môi khô lưỡi dơ bứt rứt sốt cao lạnh run. Còn cái ông còn động tỉnh queo, không thậm chí ông không còn biết có bệnh lý màng phổi nữa. Cho nên cuối cùng ca này em nghĩ nhiều đến tràn dịch màng phổi nhất. À, sau khi mình khám hội chứng ba giảm xong mình biện luận như vậy, được chưa? Rồi sau khi mình biện luận ra tràn dịch màng phổi thì các em phải coi nguyên nhân tràn dịch là gì, đúng không? Giống như cô nãy cô giải thích, dịch nó tiết vô, một là nó tiết vô, hai là nó tự chảy vô, ba là nó tắt cái chỗ chảy ra. Chưa, bây giờ mình mới biện luận coi bệnh nhân bị bệnh gì, thì học cho cô hai cái nguyên nhân lớn nhất, đó là dịch thấm và dịch tiết. Còn nhiều mấy em là bởi vì mấy em phải học từ triệu chứng rồi mấy em suy ra bệnh, chưa có học nhiều. Còn lớn lên mấy em lại học bệnh nó có những cái triệu chứng gì, ví dụ như lúc đó mấy em học bệnh viêm phổi có những triệu chứng gì, ví dụ đau ngực, sốt, ho, vân vân, tràn dịch màng phổi. À, còn bây giờ mấy em học được tràn dịch màng phổi có những cái bệnh gì. Thành ra đi hai học mà bệnh lý thì tội nghiệp quá, nhưng mà cô cố gắng để em suy luận ra được bệnh, để không để em dễ nhớ những gì hết. Hồi xưa cô ngồi cô học, cô cứ ngồi tờ giấy cô biết, mà cô còn thi viết nữa, chẳng có thi trắc nghiệm như mấy em. Thi viết ra thi cái môn gì cũng thi viết hết trơn, mà viết phải với thi gian cô chấm chứ phải tại vì thằng bạn mình phải học chấm chẳng. Và cô có căng cái thằng bạn nó viết chú chấm đúng chứ phải đúng, nó viết y vậy thì nó được điểm cao, mình mà thiếu chú chấm thiếu dấu phẩy thì được bị trừ điểm. Mà ra phải học thuộc lòng, nhắm mắt chắc mũi cầm sách học suốt ngày, ăn cũng học, ngủ cũng học, đi toilet cũng học. Bây giờ các em không có phải học như vậy, nhớ chưa? Không học như vậy, học như vậy là một cái tối tiến. Mấy em chỉ suy luận thôi, không cần điểm thật là cao. Thời gian còn lại dành để học kỹ năng, tất cả những kiến thức cô thầy dạy mấy em rồi nó sẽ lỗi thời. Mấy em có kỹ năng gì
mới học đáp được thông tin, mấy em mới phát triển được bản thân. Chứ không phải học giỏi 10 điểm là mô mốt mấy em thành chức được đâu. Mấy em giỏi được, mấy em thành bác sĩ giỏi được đâu. Nhớ chưa? Rồi. À, nói vô bài lại. Rồi, dịch thấm hay dịch tiếp. Nghe dịch thấm là mấy em biết nó tự động nó chảy vô. Còn tiết là tự nó tiết ra. Nghe tiết ra tức là bị bệnh, là bệnh lý của phổi. Còn thấm là chỗ khác nó thấm vô, tức là bệnh lý chỗ khác. Nghe chưa? Bệnh chỗ khác thì có bệnh gì? Bệnh gì mà nó làm giảm áp lực cho em? Hả? Giảm đạm áp, đúng. Giảm đạm áp trong bệnh gì? Sơ gan. Rồi gì nữa? Mất đạm áp đi trong gì? Hội chứng thận hư. Cái thận nó không giữ lại được albumin, nó mất albumin đi nha. Rồi sơ gan, hội chứng thận hư, tức là gan thận còn cái tim. Cơ thể mình có mấy cái quan trọng là não, tim, gan, thận, phổi. Nhưng bây giờ phổi thì nằm trong cái bệnh bên kia rồi. Còn lại não thì nó không liên quan gì cái hô hấp, vậy còn cái tim, gan, cái thận. Mấy em nhắm mắt, mấy em kể ra cũng đúng. Sơ gan, suy tim, suy thận hoặc là hội chứng thận hư. Rồi, tại sao suy tim gây tràn dịch dịch thấm? Giải thích. Cơ chế là cho tăng áp lực thủy tinh để giảm áp lực keo. À, suy tim là giảm áp lực keo hay tăng áp lực thủy tinh? Tăng áp lực thủy tinh. Tại sao tăng áp lực thủy tinh? Hả? Tại sao? Mấy em thấy cái ca suy tim nó còn không? Nó tăng áp lực ngoại biên. Không, tim nó bớt không có nổi, máu nó cứ lờ đờ, tim nó lờ đờ, nó ứ máu ở tim thì máu nó không về đủ, bớt ra cũng không đủ, nó cứ ứ ở ngoài đi, mình sẽ có gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Mà mấy em biết triệu chứng suy tim là gan to, tĩnh mạch cổ nổi đúng không? Suy tim phải, gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Tĩnh mạch cổ nổi là gì? Nó ứ máu ở tĩnh mạch, rồi nó ứ máu ở mạch máu ở tĩnh mạch ở thành ngực. Vô. Nhớ không? Còn hàng hội chứng thận hư, hàng sơ gan, hàng suy thận là nó mất, nó thiếu đạm. Sơ gan là không tổng hợp được đạm, mà hội chứng thận hư là có đạm bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Như vậy nó mất áp lực cao cho nên nó không giữ nước trong động mạch nên nó mới thoát vô trong khoang màng phổi. Mà nhớ là phải thoát tới 20 lần thì nó mới gây tràn dịch. Chưa? Gì nữa? Những cái gì cô in đậm hoặc là in màu thì nào? Bây giờ cô nói qua tràn dịch dịch tiết. Dịch tiết thì cái gì mà viêm nhiễm là nó đều tiết dịch. Đó. Cái gì mà viêm là mấy em tiết dịch. Mấy em chỉ cần mấy em thấy cái chân của mấy em bữa nào mấy em cắt móng chân nó phạm vô cái thịt miếng. Giờ nó sưng lên, bắt đầu nó rỉ dịch nó ra chưa. Hả, cái gì viêm là nó sẽ tiết dịch. Viêm phổi nó gần cái khoang màng phổi tạng, nó cũng gây tràn dịch màng phổi, người ta gọi là tràn dịch màng phổi cận biên. Rồi gì nữa? Lao màng phổi rất thường gặp. Nhìn cái cô á, công nhân mai à, công nhân làm cái gì đó, mấy hàng công ty xuất nhập khẩu gì đó, thức tăng ca, uống ít, suy giảm miễn dịch, gầy yếu, điều kiện kinh tế thấp, vô đau ngực kiểu màng phổi, khám hội chứng va giảm, nhắm mắt nhắm mũi là cái ra lao màng phổi. Nhắm mắt nhắm mũi là ra lao màng phổi. Nhưng mà kỳ rồi có một trường hợp một bé 22 tuổi, nhà 22 tuổi, tràn dịch màng phổi, chọc dịch ra dịch điển hình của lao luôn, cuối cùng nó ung thư, nó chết rất là nhanh. Bây giờ người nhà kiện vòng mấy bệnh viện luôn. Thành ra cô nói cái gì nó cũng không hiển thực trong y khoa của mình là vậy. Bản thân mình còn không hiểu mình nổi nó uống gì ông bác sĩ. Cho nên mấy em phải cẩn thận. Mình học cái gì cũng vậy, nhưng mà mình còn phải biến chuyển theo từng bệnh nhân. Rồi cô nói tiếp nè, cái nhiễm trùng á là sẽ có tràn dịch màng phổi nha. Nhiễm trùng thì có thể do vi trùng lao. Vi trùng lao thì mấy em sẽ thấy bệnh nhân có phải có hội chứng nhiễm lao chung chưa? Sơ ớn nhẹ, ớn đặc biệt nhiều, chán ăn, sụn cân. Rồi còn nhiễm trùng mà do vi khuẩn thì bệnh nhân sẽ gì?
sốt cao, đau ngực dữ dội, ho đầm vàng, đầm xanh. Tại vì trùng thường mà, giống như em viêm họng vậy. À, rồi, cho ký sinh trùng thì em thật chọc lắm. Còn tràn dịch màng phổi do ung thư, đố em ung thư tại sao nó gây tràn dịch? Ung thư tại sao gây tràn dịch? Bị gì? Nó tiết vô, đúng không? Ung thư, giờ cô hỏi cái này đặc mặt. Tại vì cô cho mấy em coi phim đang có thời gian để tới đi học lần 2 cho coi. Cái hệ bạch mạch khi bị ung thư là tế bào ác tính nó sẽ ăn vô cái hệ bạch mạch. Nó làm tắt cái hệ bạch mạch là một nguyên nhân là nó mất cái đi dẫn lưu. Nó mới di căn nè, nó di căn nó nổi mặt rồi này nọ là nó theo hệ bạch mạch nha. Đúng không? Tế bào ung thư nó di căn là nó theo hệ bạch mạch. Rồi là một, làm tắt dẫn lưu hệ bạch mạch. Cái thứ hai nữa là vì bản thân tế bào ung thư nó cũng gây ra tiết dịch. Nó nhân nhiều. Rồi bạch cầu nó tới nó ăn nó, hủy nó, rồi phản ứng nó tiết ra những hóa chất trung gian, nó gây ra tiết ra những dịch gọi là dịch tiết. Mà thường là mấy em chọc dịch nó sẽ ra màu đỏ không đông. Chọc cái dịch mà hỏi ra cái màu đỏ không đông là rầu rồi nha. Đa số là ung thư, thỉnh thoảng mới có ra. Một số bệnh lý khác như là lupus, lupus nó tấn công phổi, tấn công màng phổi. Lupus là bệnh gì biết không? Bệnh gì? Một bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn là sao? Bình thường cái kháng thể của mình khi vi trùng, virus, ký sinh trùng xâm nhập đem tiết ra kháng thể. Kháng thể nó sẽ chống lại cái con vi trùng đó là người bình thường. Còn cái thằng lupus này là gì? Kháng thể nó chống lại chính bộ phận cơ thể. Mà mấy em vừa biết là trong môi trường của mình quá chừng gì, quá chừng vi trùng, quá chừng vi khuẩn luôn, làm gì mà mình không tiết ra kháng thể thường xuyên? Nổi mấy em chích ngừa rồi đã tiết ra kháng thể, đúng không? Bây giờ cô nói ví dụ, đố em khi mà cái cơ chế bệnh là do kháng thể nó tấn công lên cơ quan của mình, thì mấy em biết cái bệnh này nó sẽ thường gặp ở lứa tuổi nào? Trẻ đó đúng, tuổi cỡ như mấy em, như cô già rồi đó. Cô là đứa nào sống được tới cô là sẽ sống được, không là nó sẽ chết trước khi giờ, trước khi tới tuổi của cô. Tại sao? Cái lúc đó là cái tuổi mà hệ thống miễn dịch mấy em tốt nhất. Mấy em sẽ thấy cái lứa tuổi này mấy em cảm gì đó nó vượt vượt qua được hết, không? Mấy em có cái gì đó mấy em cũng vượt qua được hết. Cái tuổi này là cái hệ thống miễn dịch mấy em được tốt nhất. Rồi, khi mấy em lớn tuổi hơn, cái hệ thống miễn dịch nó yếu đi, thì nó tiết ít kháng thể đi. Tiết ít kháng thể đi mà cái thằng kháng thể thì là cái thằng có hại. Nó tấn công vô thận, nó gây viêm, viêm cầu thận. Nó tấn công vô gan, nó gây viêm gan cấp. Nó tấn công vô mắt, nó gây mù mắt. Nó tấn công vô bị, nó gây liệt. Có một số trường hợp nó nặng quá là nó tấn công vô phổi nè, hư hết tổn thương A rồi để của phổi luôn, tức là tổn thương màng với nang non mạch của phổi hết toàn bộ. Giống như mà mấy em truyền máu mà bị phản ứng chéo thì các em truyền nhầm nhóm máu sinh ra kháng thể là gây sốc luôn, gây chết luôn là vậy. Cho nên người nào bị lỡ bị bệnh lupus này thì rất là tội, rất là tội. Phải chiến đấu không ngừng để bệnh tật anh em ha. Bây giờ cái này là cái có đi thi nha, cái này là cái có đi thi. Cô sẽ chỉ để mà mấy em biết cho nó trọn vẹn cái bài tràn dịch màng phổi, chứ nếu em không biết là mấy em học triệu chứng không nó dở lắm. Bây giờ đây là một cái X quang phổi bình thường, cho nhìn chính giữa này thấy cái xương tăng, đây là cột sống, đúng không? Hai cái này là hai cái xương đòn ngang hai bên, cho là hai xương đòn hai bên. Những cái xương dọc này gọi là xương sườn, chưa? Chính giữa này là cái trái tim, tim của mình cho cái xoang nó ra được vậy đó. Nào, thì như vậy trong tim chứa máu cho nên nó sẽ màu trắng.
còn trong phổi nó chứa khí nên nó sẽ màu đen. Rồi những cái mờ mờ này là những cái mạch máu nó đi cung cấp cho phổi, mờ mờ rồi dùng đường mồm mờ mờ. Thấy hai bên có mờ mờ không? Có những đường mờ mờ này là những mạch máu phổi. Chỗ nào chứa nước nó sẽ màu trắng, chỗ nào chứa khí nó sẽ màu đen. Rồi. Bên này bệnh ở đâu? Trái hay phải? Phải, giỏi. Bệnh gì? Càng dở cái chưa, cô còn dạy cũng biết rồi. Thấy không? Ai cũng đầu nghe trên cái hồ đi nè, tôi mô tả cho nghe nha. Mô tả mờ đồng nhất, nghe cái mờ nó liên tục luôn ha, nó giống thật nhau không? Mờ đồng nhất 3/4 dưới, gần như 3/4 hay 4/5 gì luôn á nha, 3/4 dưới phổi bên phải. Rồi khí quản đâu? Khí quản bên đây, khí quản nè, cô chỉ khí quản nó chứa khí thì em sẽ thấy em đang khí quản nằm ngay chính giữa. Bên đây khí quản đâu? Nó gọi có bên nào? Đây khí quản, thấy nó đi xéo qua bên trái không? Bên này nó đi thẳng bằng xuống nè, bên này nó đi xéo qua, thấy không? Khí quản nó đi xéo qua trái, thấy chưa? Như vậy nước ở bên đây nhiều quá ép cái phổi còn có nhiều này, rồi cái nó đẩy khí quản qua này luôn. Mấy em thấy cái tim của bệnh nhân hôm nay không qua được nửa vòng mặt, tức là nguyên tắc là tim nó nằm ở khoảng trung động, được chưa? Nằm trung động là nó nằm khoảng này trở vô, bên đây nó cũng nằm khoảng 1/3 trở vô. Còn bên đây cái tim thì nó ra tới đâu? Ra tới ngoài luôn, muốn đụng tới thành ngực luôn. Mấy em thấy một tim không? Muốn đụng thành ngực luôn, như vậy là dịch nó đẩy nè, nó đẩy luôn khung động mạch chủ nè, chỗ này là khung động mạch chủ nè. Bên đây mình không thấy được, đẩy cái này qua bên này, đẩy qua này, đẩy trung thấp qua bên trái hết. Vậy là mô tả sao? Mô tả là mờ đồng nhất 3/4 dưới phổi phải, đẩy lệch trung thấp sang trái, khí quản lệch trái đó, cảm nghĩ tràn dịch màng phổi. Đi thi đi nha. Đi thi vậy là thi cô cho cái hình lên, mấy em nhìn cái hình sản mô tả của cô. Sao? Cô hỏi nếu bệnh nhân này khám thấy gì? Rì nào cái đang giả, rung thanh giả, gõ được gì nữa? Các em cứ theo thứ tự nhìn sờ có nghe không sót, nhìn có gì? Lồng ngực bên phải cái di động hơi căng mọng hơn bên trái, có thể em cứ nói có thể thấy đó. Lồng ngực bên phải kém di động căng mọng hơn trái, gì nữa? Khí quản sao? Khí quản tật bên trái mình nhìn có thể thấy hoặc mình sờ cũng thấy. Giờ em để tay vô đây nè, em luôn nói chuyện luôn là khí quản. Khí quản thì mình sờ thấy khí quản hơi lệch trái, rồi mõm tim nó sẽ lệch trái. Mõm tim thì khi nằm mõm tim mặt thầy sẽ giải cách sờ mõm tim cho mõm tim lệch trái và khám ra rung thanh giảm, gõ đục rì rào cái nang giảm là được 10 điểm đó. Cái đề thi cô y vậy, không có gì khác hết. Cho một cái hình hỏi mô tả hình này. Câu thứ hai, khi khám bệnh nhân này em thấy có dấu hiệu gì, có thể gặp được dấu hiệu gì chưa? Xong bây giờ rồi cái hình thứ nhất nói cho cô bất thường bên nào, bên nào trái. Rồi mô tả coi bên này nó đen nè, bên này nó mờ, thấy chưa? Mờ đồng nhất 1/2 dưới phổi trái. Gì nữa? Khí quản đẩy lệch sang phải, rồi bóng tim này cũng không lệch phải khỏi nói, đúng không? Để xong cảm nghĩ nè, tràn dịch màng phổi trái. Khi khám bệnh nhân này em có thể phát hiện dấu hiệu sao? Thứ nhất, lồng ngực bên trái sẽ kém di động hơn bên phải một chút, mà có thể là mình cứ nói thôi, được chưa? Có thể căng phòng hơn bên phải một tí. Khí quản khác có thể thấy nó lệch sang trái một chút. Rồi khám ra rung thanh giảm, gọi được vị động hay giảm. Xong 10 điểm. Giờ rồi tới cái phần này, bất thường bên nào? Phải, cái nào bên trái là đánh còn. Chưa, bên phải bên trái. Có bạn nào không biết không?
dịch mạc phổi và nhu mô phổi luôn luôn nó tạo cái đường cong nha, mấy em thấy đường cong nha, ngay cả cái viêm này nó dịch nhiều vậy nó cũng có cái đường cong đó. Tại do cái phổi mình xuống nó nở ra, cái này xuống nó chảy vô nó tạo nên cái mảng đường cong đó. Rồi đó là xong bài kèm dịch mạc phổi đó, cho phổi dễ rồi nha. Bây giờ qua tới tràng khí. Tràng khí mang phổi, mình đi cái phổi này khác cái phổi này không? Thấy rồi. Cái đường này gọi là đường gì? Đường này nè. Còn cái đường ngoài này gọi là đường gì? Lá này lá gì? Lá thành, lá trong này. Lá tạng. Như vậy chỉ khi tràng khí mang phổi em mới thấy được lá thành và lá tạng nha. Giống như cái ca tràng dịch hồi nãy thì thấy dịch thiệt nhiều. Giống như cái này nè, đó, thì em mới thấy chỗ này nó tắt ra. Chưa? Còn như dịch ít ít thì cái màng phổi thành nằm ở tạng ở đây em vẫn không thấy được. Nha. Còn còn tràng khí thì nó nằm xuyên xuống hết khí nó len lỏi nên nó sẽ tắt ra luôn, mô phổi nó to nhỏ lại. Lúc đó em sẽ thấy được màng phổi thành và màng phổi tạng. Khi mình để như nào học cái kia rồi cô cho coi. Rồi như vậy phân biệt tràng dịch và tràng khí khác nhau ở chỗ nào? Hiển nhiên chị họ trả lời với cô một cái dịch một cái khí. Không, cái từ đó là tràng dịch, cái là tràng khí thì cái là bên dịch bên khí. Có gì khác nhau về triệu chứng cơ năng? Bốn triệu chứng chính cô không á? Ho, tràng khí có ho không? Có không? Có ho dai dẳng không? Không, có ho nhưng mà ho cái bụng bể cái khí nó xì ra đó hết ho luôn. Còn cái màng tràng dịch màng phổi là gì? Là nó cứ âm ỉ, nó tiết dịch từ từ nó viêm từ nên bệnh nhân sẽ ho hoài, ho từ từ, ho từng cơn, ho mỗi ngày. Còn tràng khí nó là một cái cục cái khí nó ép cái phổi lại chút xíu đột ngột, tại khí mà nó bể trong phổi ra thì nó sẽ khí nó tràn đầy, nó làm rất một cách lượng cảnh rất là cấp tính. Thì bên tràng dịch bệnh nhân sẽ đau ngực âm ỉ nó viêm từ từ, còn bên tràng khí là đau ngực đột ngột dữ dội. Đúng ra cô sẽ cho mấy em coi cái nguyên nhân trước thì mấy em sẽ dễ nói hơn tí xíu thì nói nguyên nhân sau. Rồi gì nữa? Khó thở thì tràn dịch nó do nó tiến từ từ, cho nên bệnh nhân có khi cảnh có khó thở. Nếu khó thở là khi nó tràn dịch giống như cái hình cô cho coi là 3/4 phổi gì đó mới khó thở, bệnh nhân thích nghi được. Còn bên đây nó đột ngột, nó bể cái phế nang, khí nó cứ xì vô, mấy em tất nhiên nó xì vô khoang mạc phổi đó, nó ép cái phổi to nhỏ lại, cho nên nó khó thở đột ngột và dữ dội. Bệnh nhân vật vã, rứt, tím tái, trụy mạch, suy hô hấp, đó là cái gì đó cấp tính của tràng khí màng phổi. Nhớ nha, tràng khí màng phổi rất là cấp tính. Rồi về khám lâm sàng hai em sẽ thấy gì? Ở bên tràng dịch thì có khi không tỉnh quay không nói chuyện với mình, cảnh có thấy cái gì bất thường á, chỉ có mình nhìn lòng ngực cổng thở, cái bên tràng dịch nó kém di động chút. Nhưng mà bên tràng khí là bệnh nhân thì sao? Thở nhanh, tại thiếu oxy mà. Thở thật nhanh, siêu hấp, vã mồ hôi, tím tái, bức rứt, nắm tay bác sĩ, cứu tôi. Mình mới vừa lại hỏi chú bị sao, chưa kịp nói, nắm tay. Mệt, chuyện nói bác sĩ ơi, vừa nói, vừa gồng lên, vừa thở. Vừa tím, hôi bắt đầu tím, vã mồ hôi, cảm giác như sắp chết tới nơi. Mấy em sẽ chứng kiến cái cảnh bệnh nhân cảm giác sắp chết tới nơi. Nắm tay mình rất chặt, chụp được tay mình là nắm rất chặt, bác sĩ ơi cứu tôi, nói chú ở bác phải buông tay con ra con mới cứu được, chứ nắm tay sao cứu, đúng không? Rồi gì nữa? Lòng ngực bên đó cũng sẽ căng phồng lên, nhưng mà đố mấy em khi mấy em sờ rung thanh giảm hay tăng? Rung thanh là mình tự nhân nói nó truyền ra cái tay của mình, nó bị khí cản trở thì rung thanh giảm hay tăng? Giảm hơn cái bên kia, chứ không phải mấy em so với tràng dịch, đúng không? Mấy em phải so với cái bên còn lại. Cái phổi nó đụng được tới cái tay mình thì rung thanh nó sẽ giảm, nhưng mà rõ là cái cảm nhận
thì gõ vô chỗ mà có khí, gõ vô cái trống thì mấy em sẽ nghe nó vậy. Bon là nó vang hơn là gõ vô cái mô đặc, đúng không? Bên đây là mô phổi thì nó mô hơi đặc, mình gõ nó sẽ nghe nó đục hơn. Còn bên đây gõ vô trong cái trống có khí không thì nó vang bon. Đó, như vậy là gõ vang gọi là gõ tăng nha. Rồi gì nữa? Rì rào cái nang hiển nhiên gọi khí không phải nang đâu mà nghe nữa, thì rì rào cái nang phải giảm. Như vậy tràn khí màng phổi còn gọi là hai giảm một tăng. Rồi nhớ chưa? Như vậy cô nói đố em, khi em khám bệnh nhân có hai giảm một tăng, mấy em gặp trong những bệnh gì? Tràn khí thường nhất là gì nữa? Còn gì nữa? Gì mà cũng có khí nữa? Cái gì? Cái gì mà cũng hai giảm một tăng? Chắc chưa học đâu, cái bố mới trả lời được. Khí với thủng. Khí với thủng là gì? Mấy cái ống su ri của mình nó ứ khí trong phổi, tạo thành những cái bọc khí, những cái khí lớn trong phổi. Mấy em gõ vô đó thì cũng gõ vang con vậy. Nhưng mà đố mấy em nó khác với nhau, tràn khí ở chỗ nào? Khi phế thủng khác với tràn khí chỗ nào? Tràn khí nó có, khi phế thủng nó có bị ép cái phổi nhỏ xíu lại không? Không. Mấy ông đó không có khó thở cấp. Mấy em học cô Giang rồi, khó thở phân thành khó thở cấp và khó thở mạng. Nhớ không? Khó thở mạng là giống như cô già rồi, cô đi lên cầu thang không nổi thì gọi là cô, nó giảm dần cái khả năng gắng sức của cô, giảm dần gọi là khó thở mãn tính. Ngày nào cô cũng vậy, hồi cô còn trẻ cô chạy cái bàn lên cầu thang được, bây giờ cô đi nửa chừng cô mới dừng lại, cô thở một chút cô mới đi tiếp, rồi vài bữa nữa đi tới đi luôn trong nhà cũng khó thở. Nói vài bữa chứ phải vài chục năm ha. Còn mấy ông su đi thì cũng vậy, ổng đi nha, lúc đầu ổng trẻ, ổng hút thuốc lá bà đi đường đường. Cái chừng 20 năm sau cái bắt đầu đi lên cầu thang đi chậm hơn mình, cái từ từ ổng dừng lại ổng thở, sau đó ổng đi lên cầu thang ổng nổi, ổng đi bộ trong nhà ổng mệt, từ 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 ổng đi vô toilet ổng cũng mệt, thì mình gọi là khó thở mãn tính. Lúc nào khó thở hết, tại vì cái gì, cái phổi ổng toàn những bọc khí thôi, khi ổng hít vô không hít nổi nữa, thể tích tiêu thông ổng nó toàn bị chút thôi. Một mốt cô sẽ chiếu phim cho tao. Còn lại là toàn bộ là khí cặn. Học sinh lý rồi biết khí cặn đúng không? Khí cặn là cái gì? Bình thường mình là để cho nó nở cái phổi, nó bị xẹt lúc mình thở ra. Giờ mấy ông đó khí cặn cũng nhiều hơn mình, cái phổi nó căng hơn, nó khí cái phổi nhiều hơn, thì khi ổng hít vô cái lòng mình đâu có nở lên được nữa, ổng tích cực hơn chút đó. Cho nên khi ổng đi tới đi lui ổng cần hít thở để cung cấp oxy cho mô thì ổng hít thở nổi nữa, nên ổng đi được chút cũng mệt. Đó gọi là khó thở mạng. Như vậy khí phế thủng là khó thở mạng, còn tràn khí màng phổi là khó thở gì? Cấp. Khó thở cấp biểu hiện bằng gì? Đắp tay mình, đúng rồi, cú tui bứt rứt, bệnh nhân rất là bứt rứt, vã mồ hôi, môi tím, cánh mũi phập phồng, nhịp thở tăng, nói chuyện ngắt quãng, khó thở phải ngồi, không có nằm được. Nhà nằm xuống là chịu không nổi, cái ngồi dậy, cúi người lên trước, chụp tay bác sĩ. Nhưng đừng ghi vô hồi bệnh, ghi vô bài giống như vậy nha, chụp tay bác sĩ nha. Cô mô tả một cái người trên lâm sàng với em gặp, nó vậy á. Rồi gì nữa, mấy cái cơ này nó rộng lên, có kéo có phụ, thở nhanh lên, kéo các cơ liên xuồng, cơ ướt đòn chủng, cơ gì cũng đầy đủ hết luôn, nổi lên giống như là tập tạ, tập chim vậy. Nha. Rồi gì nữa, tím môi, SGO2 tụt mặt nhanh, để thiếu oxy mà tim nó phải đập nhanh lên thì nó cung cấp oxy đúng không, mặt nó nhanh lên, một hơi thì cũng thiếu tí cái đầu mặt nó chậm lại, ta gọi là trị mặt tụt huyết áp, ngưng tim ngưng thở trước rồi ngưng tim đó, và khí màng phổi là vậy. Như vậy nó khác với khí phế thủng nghe, gặp một ca khám ra hai giảm một tăng của cô. Hội chứng này gặp trong hai bệnh, một tràn khí màng phổi, hai khí phế thủng. Ca này em không nghĩ bệnh nhân bị khí phế thủng vì
đột ngột dữ dội, khó thở dữ dội, cho nên nhiều khả năng bệnh nhân là một cái tràng tiếng mạng phổi. Rồi. Nguyên nhân sau khi biện luận ra tràng tiếng mạng phổi thì mấy em phải biện luận tại sao bị tràng tiếng mạng phổi. Yeah. Tại sao bị tràng tiếng mạng phổi, các em được học tới 3 buổi đúng không? 3 giờ hả? Ủa từ 1 giờ đến 3 giờ hay 1 rưỡi đến 3 giờ? 1 rưỡi đến 3 giờ. Tôi gọi ít thời gian thì mình sẽ học ít hơn, học ít thì mình nắm chắc hơn, không sao hết. Cô quý vị với mọi người nói là cứ mỗi lần cầm video giải cho em là có cái tập nó nhỉ. Mà mẹ cô có lần nghe cô nói vậy, mẹ cô nói chứ mấy đứa đó nó học nhiều quá, nó nhức đầu lắm, đừng có nói nhiều. Vì cứ có cái tập nó nhiều hoài, bớt nó nhiều lại, nói ít thôi. Thế nên mẹ yên tâm, thời gian con ít lắm, con muốn nói gì mình nói cũng được. Lúc nào mẹ cô cũng dặn không được nói nhiều cho mấy em nhức đầu. Rồi bây giờ nguyên nhân tràng tiếng màng phổi. Nguyên nhân tràng tiếng màng phổi là gì? Nè, mấy em nhìn thấy cái chữ cô ghi tự phát, nguyên phát. Giờ nè, cô giải thích tự phát là tự nhiên nó bị. Nguyên phát là không có nguyên nhân. Kể cho nó suy nghĩ ra vậy là biết rồi. Tự phát, thứ phát là tự nhiên nó bị. Thứ phát là trên cái nền là có nguyên nhân sẵn, bệnh lý phổi sẵn. Xong, suy ra cũng ra được đi. Giờ, bây giờ tự phát, nguyên phát tức là tự nhiên nó bể, phóng phí. Mà nguyên phát là không có bệnh gì hết, như vậy sẽ gặp ở đứa nào nó trẻ, nó khỏe mạnh, nó đẹp trai, nó cao, người nó cao, tay nó dài, chân nó dài, à, giống như người mẫu vậy đó, thì cái màng phổi của nó cũng có cong cái teo giống vậy luôn. Cho nên lâu lâu nó gắng sức một cái, hay là nó đang ngồi nó buồn hay nó cười gì, nó hít một hơi, trước khi cười đã hít một hơi, hoặc là trước khi khóc hít một hơi mạnh một cái, bụt, bể, thấy cái một cái tí trong đó. Giao ban thì mỗi lần mỗi ngày có một câu chuyện. Khi mà thầy
Bây giờ chàng tiếp màn phổi tự phát, thứ phát. Tự phát là tự nhiên bị, không ai đụng không vô gì hết á. Mà thứ phát là cái nền không có bệnh sẵn. Nền có bệnh sẵn. Chưa? Nền có bệnh sẵn là bệnh gì? Bệnh sơ ri, bệnh hen, bệnh sơ nang. Cái bệnh nó làm cho cái nang của bệnh nhân nó yếu đi, tạo thành những bọt khí hoặc là những kén khí. Kỳ năm trước, một sinh kỳ thi tốt nghiệp y 6, cô cho cái ca này. Để thi là cái ca này. Để thi ca này làm sao một bệnh nhân xương đi, có tiền căn có thở mạng vân vân vân. Tự nhiên bữa đó kinh chiếc xe ra, ông đó là thực tế luôn. Xương đi không biết hả? Tội nghiệp lắm quá à. Ngày thơ. Ừ. Sơ về đây. Đúng là y hai có tụi em học là cũng tội. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chronic là chữ C. Chữ O là obstructive. Obstructive là tắc nghẽn. Rồi chữ B là pulmonary là bệnh phổi. Cái phổi. D là disease. Là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thôi tùy chữ đó lên làm sao đi thấy mình phí lắm. Tại vì mấy em sẽ thường xuyên tiếp xúc với cái chữ đó. Sudi, cứ nói Sudi là biết. Còn có người kêu là có gì đó. Thôi mình kêu Sudi đi. Rồi. Đó, một cái ông hút thuốc lá nhiều năm, nó gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi, nói vậy hiểu chưa? Đường thở nó hẹp, trong khí toàn, trong phổi toàn những cái bọt khí. Một bữa nọ, ổng làm nghề chạy xe Honda ôm. Về nhà, ginh chiếc xe đi lên trên cái dốc. Tức là cái dốc đây, đẩy cái xe mạnh lên cái dốc, không thèm đề máy lên, tiết kiệm xăng. Đứng dưới, chắc lên một cái, gắng sức tiếp một hơi, cái nó làm cho bột đau ngực, khó thở, tiếng tái chạy dù gì. Rồi, người ca đó đi thi. Vô cái y 6 có ca để thi. Thì cái đó là tràn khí màng phổi tự phát, thứ phát. Là do bể các kén khí ở trên nền mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì như vậy bệnh nhân phải có bệnh lý nền. Bệnh lý nền, vài bữa cô sẽ dạy. Không nói nhiều được. Chưa? Rồi, kế tiếp tràn khí màng phổi do chấn thương. Chấn thương là gì? Nửa đêm mấy em đang giật. Mình thì muốn ngủ, còn tụi nó thì muốn thức. Nó lấy dao ra, nó đâm nhau, nó chạy vô mình. Đúng không? Nó vô mình chạy cũng chết. Mình thấy nó, mình quản hồn mặt mày, mình tái cho nó luôn. Lòng uống nó khó thở mà. Dao đâm ở đây một vết thương thấu ngực. Chưa, thủng màng phổi. Cũng làm phổi tạng khí nó xì nhưng không phổi nhạc là vừa tràn máu vừa tràn khí màng phổi luôn. Mình thì đang lo cách cứu nó, có cái thằng kia nó đâm nó chạy vô nó tao đâm thằng này mà mày đi cứu nó đâm mày thêm phát luôn. Đúng không? Thường gặp cho nên mấy em chụp cấp cứu có nhiều nguy cơ đó. Chưa kể tụi nó đánh nhau, nó vô tới mình đang cấp cứu nó giật cái thằng mình đang cấp cứu lên nó đánh nhau đi. Trời ơi, mấy em không thấy đâu, đánh nhau đó thì lúc đó ông bảo vệ cũng tòa chạy cũng tin. Còn đến chỗ có 3-4 bảo vệ luôn. Mà ông bảo vệ thì ông chỉ ăn thiết với người nhà thôi, người nhà nào hiền á. Đi ra, đi ra, đóng cửa lại, đi ra, ai chơi gì vô đây, đuổi ra, xách chỗ ra mà, ông chơi vô. Còn gặp cái thằng mà xăm mình, có chồng có ăn gì đó, cái ông lờ, cái tài xăm mình lờ, cái thứ gì mà mình thích thích bên nhau. Nó thích thì nó đứng yên, nó không thích nó lại nó quýnh mình thì nhân viên y tế đứng ngay đó để bỏ bệnh nhân đang cứu bệnh nhân nó quýnh thì phải chịu chứ sao. Còn ông bảo vệ biến mất, hỏi ông ban giám đốc kêu lên hỏi sao anh không có tính bảo vệ. Trời, lương tôi có 3 triệu tháng, nó đâm tôi chết, ai nuôi vợ con tôi. Rồi ban giám đốc hỏi nói chuyện luôn nhất. Còn cái ngày mình thấy bệnh nhân thì phải cứu hơn xuyên à. Rồi bây giờ nó qua chút xíu chỗ cấp cứu đó. Mấy em sẽ thấy tụi nó đâm nhau, có đứa nó cắt cổ,
mời bên ngoại ra xử trí đi. Nhớ ha, chứ đừng lúc đó mà ngồi gõ nữa, đi trực cũng vậy. Bây giờ đang đi học, gặp những ca cấp cứu mà nó chấn thương như vậy á, mình cũng đừng có lợi gõ gõ lên trên chạy nha, gõ lên trên chạy là bệnh nên ổn 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 rồi. Giống như cái ca Suni đó, chàng khí tự phát thứ phát á, ổng khó thở mãn tính, ổng nằm mà hộ khẩu thường trú trên bao mắt rồi, hoặc là không phải lần ngược rồi thì mấy em vô mấy em gõ được. Còn ở dưới cấp cứu mà mấy em nhào nhào vô, mấy em gõ một hồi nó gõ đầu mình đó, chưa rồi. Thì cô kể như vậy để nhớ cái hình ảnh tràn khí này là do chấn thương, thì bao gồm gãy xương sườn, nó đâm vô trong cái màng phổi tạng, nó gây rách màng phổi tạng, thủng phế nang, nó cũng tràn khí, hoặc là cái con dao đâm trực tiếp vô nó gây tràn khí. Rồi thì lúc đó những cái ca chấn thương mấy em phải lưu ý là bệnh nhân có thể kèm gãy xương sườn, kèm tràn máu màng phổi, cái này là thủ thuật của bên ngoại. Tràn khí màng phổi do điều trị, tại sao do điều trị gây tràn khí màng phổi? Nhớ là không phải lúc nào mấy em
là cái kim bình thường giống y như cái kim hồi nãy. Tiêm chính chữa hai cái phổi hai bên, thấy mạch máu phổi nó ra không? Mạch máu phổi trắng trắng mờ mờ, cũng biết các em thấy được không nữa. Thấy mờ mờ không? Đó, thấy mờ mờ đó là những cái mạch máu bình thường của phổi. Bình thường nó sẽ ra khoảng 2/3 ngoài nha. Sau mình ra ngoài nữa nó sẽ giảm đi dần, giảm đi dần. Đó. Bây giờ ngay bên đây bị bệnh ở chỗ nào? Bên trái, đúng. Màng phổi tạng ở đây. Đây, mấy em thấy màng phổi tạng. Đây, màng phổi tạng này. Bóng tim mình giờ nằm ngay đây. Nhìn cái này là cái tim nha. Đây là khung động mạch chủ. Đó. Còn cái dung môn phổi này nó nằm theo cái điều của cô chỉ này. Đó. Nguyên cái vùng này nó đen thui rồi, tại vì nó trước khí. Mấy em thấy cái mực độ đen này nó khác với bên này không? Mình so sánh hai bên với nhau. Bên này là thấy nó trắng, trắng trắng, đen và trắng trắng. Còn bên đây nó đen thui rồi. Chưa đen thui rồi. Cái này là do cái bị xảo ẩm thôi. Mấy em sẽ thấy nguyên cái vùng đen này mình mô tả là gì? Khoảng sáng vô mặt. Tức là không có mạch máu. Khoảng sáng vô mặt. Chưa mô tả. Khoảng sáng vô mặt. À. Tắt màng phổi thành và màng phổi tạng ra. Nhu mô phổi bị co nhỏ trở lại. Này. Hoặc mấy em nói khoảng sáng vô mặt làm nổi rõ màng phổi tạng của bệnh nhân lên. Thấy chưa? Màng phổi tạng nha, bình thường đâu thấy được. Nhu mô phổi co nhỏ lại. Rồi, mấy em thấy cái bộ mặt bên đây không? Nó bị đẩy thấp xuống dưới và nó gần như nằm thẳng luôn. Bên đây nó cong đều đặn nó đẹp. Đó. Bên đây gần như nó nằm thẳng luôn. Là do cái tí nó đẩy xuống. Bóng tim bình thường nó phải được nửa ở khoảng trung đòn số 5. Đường trung đòn. Nó đã lẽ bóng tim phải ra tới đây, bây giờ bóng tim nó nằm tốt vô đây. Như vậy đây là một cái tràn khí màng phổi trái đẩy mõm tim qua bên phải, chưa co là làm cho nhu mô phổi xẹp lại và thấy rõ được màng phổi tạng. Rồi cái này là bệnh ở đâu? Trái hay phải? Phải. Rồi đố mấy em cái nhu mô phổi nằm ở đâu? Nhu phổi nằm đâu? Màng phổi tạng đâu? Thấy màng phổi tạng không? Đây nè, đó, nó còn chút xíu đây. Đó. Toàn bộ nguyên cái vùng này mấy em thấy khác bên đây không? Thấy khác không? Đây là nguyên một cái vùng chứa khí không, toàn bộ không có mạch máu, không có nhu mô gì hết này. Thì mình mô tả là nguyên một khoảng sáng vô mặt. Toàn bộ phổi bên phải làm cho nhu mô phổi co nhỏ lại, còn ở rốn phổi và bờ tim bên phải thôi. Bờ tim bên phải nằm khoảng này nè, cái tim bên phải nè, nguyên cái vùng này là cái nhu mô phổi còn lại có như đây. Đấy chưa, nó co nhỏ lại còn như đây. Rồi các bạn thấy được không? Thấy được hết ha. Gặp cái ca này cô cho một cái xoang gầy, cô hỏi khám ca này mấy em thấy được, có thể khám được dấu hiệu gì? Thứ nhất, nhìn thấy gì? Lồng ngực bên phải căng hơn bên trái. À, rồi thứ hai gì nữa? Khí quản nè. Khí quản này nó hơi lệch sang trái. Nghe cứ gì nói có thể thôi, có thể khám được vậy. Rồi gì nữa? Hả? À, rung thanh. Mõm tim này thì nó cũng còn được nằm ngay giữa tí, nó chưa là xanh trái nhiều thì em hỏi nó. Chưa? Rung thanh. Rung thanh sao? Dạ, cỏ sao? Vang, rì rào cái nang. Dạ, bên trái. Vậy đâu không sao. Thường là cô sẽ cung cấp cái gì? Một bệnh nhân nam bao nhiêu tuổi, gặp chuyện gì đau ngực. Bệnh nhân đột ngột đau ngực dữ dội bên phải, khó thở, tiếng nói cả mồ hôi, mặt nhăn gì đó vân vân. Rồi với cái xoang này, khi thăm khám em có thể phát hiện được những chứng gì và mô tả cái tiêu chí xoang này. Được chưa? Gặp vậy có gì khó khăn không? Có khó gì không? Thi đề vậy có khó không? Cho biết đề trước rồi đó. Nếu khó thì cô đổi đề khác. Khó. Rồi.
phim này đó, cái đó. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ cho mấy em chụp cái CT nha, để cho mấy em thấy rõ nhu mô phổi nè, tràng khí ở đây nè, mấy em thấy không? Bây giờ cái CT là gì? Là cắt lát, nó cắt ngang cái phổi mình, cắt ngang một lát, cắt dừng một lát thôi nè. Thì mấy em sẽ thấy nè, chính giữa thì là cái tim chưa, cái này là nhu mô phổi, mạch máu nè, những cái động mạch tĩnh mạch nó đi chung với nhau, mạch máu phổi, nó ra tới nhu mô phổi bên này. Còn bên đây các em có thấy cái nhu mô phổi nào không? Không, đen thui vùi lùi nguyên cái vùng này, phổi nó còn bao nhiêu đây, phổi làm sao bệnh nhân không chết được. Nếu mà gặp cái ca nào mà cái phổi bên đây nó bù trừ nổi thì tốt, thì còn có thể cắt áp được. Nhưng mà lúc đó là trung thất cũng đẩy lọt hết trơn rồi, mấy em không lo xì khí này ra, bệnh nhân cũng ngưng thở thì ngưng tim nè. Còn nếu mà gặp những cái ca tư đi bên phổi bên đây nó xấu rồi, coi như không chết thì cũng không, mấy em không cấp cứu kịp. Rồi ngoài ra nó còn chèn ép nữa, khí nó đè xẹp, chèn ép các mạch máu rồi khí quản thì mấy em thấy nguyên cái khoang lồng ngực bệnh nhân toàn bộ là khí không, không còn có nhu mô phổi hay trào ngược khí nào. Rồi như vậy là mình đã kết thúc cái tràn dịch và tràn khí màng phổi. Thì cái nhóm trước cô chưa dạy mà chứ không đặt à, nhưng mà mình cũng tới 3 giờ đó, tới 3 giờ thôi không, hay 3 rưỡi, 3 rưỡi đồng hồ hả, được nghỉ nửa tiếng không? Giờ nghỉ 40 phút chịu không? Điều gì mình nghỉ?